Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới của công ty Super Relax, đó là máy massage mắt. Thưa quý vị, đặc biệt là cái máy này rất là nhẹ, anh em cầm nó chỉ nhẹ như là hơi nặng hơn một tí cái đồ mà che mắt đó, để mình ngủ cho nó đừng có ban ngày nó đừng có nắng đó. Nhưng mà đặc biệt là phía trong nè, nó có rất nhiều những cái khi mình đeo vào nó bóp cái từ cái vần thái dương tới cái mắt của mình, nó có những cái massage mà nó xoay, rồi có những cái túi mà nó để không khí trong này nó siết rồi nó bóp, và nó có những cái nó chấm như là nó đấm nhẹ vào mắt mình chung quanh đó, làm cho cái mắt mình rất là relax. Thưa quý vị, cái này lại lộn nữa. À đúng rồi, hình này mới là đúng rồi. Cái này relax nó đẹp đẽ hơn, thưa quý vị. Đối với những người mà làm công việc phải nhìn màn ảnh computer cả ngày, đối với những người mà coi TV nhiều, những người đọc báo nhiều, những người phải chú tâm vào một công việc nhỏ, chẳng hạn như những người thợ làm nail vì khéo tay và tỉ mỉ, hoặc là những người làm bất cứ ngành nghề gì mà phải tập trung bằng đôi mắt, thì sau một vài tiếng đồng hồ hoặc là sau một ngày dài 8 tiếng mệt mỏi, không gì bằng quý vị dùng cái máy massage mắt của công ty Super Relax. Vâng, và thưa quý vị, đặc biệt hơn nữa đó là khi mà quý vị massage xung quanh những cái cơ thịt của mắt mình đó, thì Kỳ Duyên nghĩ rằng nó cũng giúp cho mắt mình bớt bị nhăn. Tại vì mỗi lần mà mình đi làm facial hay cái gì nói về phái nữ đây, thì cái muscle trên mắt mình nó càng hoạt động bao nhiêu thì cái da mặt mình nó săn lại. Đúng, cái khóe vì mắt vậy, nó thành ra chung quanh những cái khóe mắt, những cái cơ bắp chung quanh mắt đó, nó cũng có thể nó làm cho nó săn lại hơn. Và thưa quý vị, Kỳ Duyên nghĩ rằng là, anh biết không, em thật ra là ngày mai sắp sinh nhật của một người bạn của em. Mà nếu mà quý vị nghĩ coi, mình nhiều khi mình không biết cho quà gì, thì hôm nay sẵn mình giới thiệu món quà này, em mới chợt nghĩ ra tại sao không cho những cái món quà của Super Relax, hoặc là cái máy massage mắt, hoặc massage đầu, hoặc là những cái mà đấm lưng. Tất cả những cái món đó là cái món mà mình bình thường mình ít khi nghĩ đến là mình cần hoặc mình phải đi mua. Nhưng mà nếu có ai cho mình đó, thì đó là một cái món quà rất là đặc biệt, rất là ý nhị, mà chắc chắn là thường thường là mình không có, phải không anh? Đúng. Dạ. Cô tặng cái máy massage đầu, rồi massage mắt, rồi massage vai, rồi lưng, thì người ta sẽ đòi cô cái massage chân. Để cho cô phải cái chuẩn bị. Cái đó sẽ là lần giới thiệu được nguyên cái ghế luôn, phải không anh? À, vâng, một lần nữa chúng tôi xin thân hạnh giới thiệu quý vị máy massage mắt của công ty Super Relax. Kính thưa quý vị, hiện nay công ty Super Relax đang có một chương trình tặng quà rất đặc biệt. Đó là mua một máy massage mắt sẽ được tặng free một hũ sữa ông chúa số 63 của Nutrition Depot. Chương trình tặng free sữa ông chúa này chỉ có giới hạn trong thời gian ngắn, cho nên quý vị hãy mau đến các đại lý để mua máy massage mắt và để lấy free hũ sữa ông chúa số 63. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi cho công ty Super Relax điện thoại miễn phí 1-888-333-0532, 1-888-333-0532, email xin vào superrelaxusa.com.